Hello, xin chào mọi người đến với channel của Xinh Đi Chứ. Và hiện tại là bây giờ còn vài ngày đã đến Tết rồi. Hồi sáng khi mà lướt ở trên kênh YouTube thì mình phát hiện ra là hiện tại trên channel của mình á, những cái video cũ bây giờ thì chỉ còn một số video bị dính bản quyền thôi. Bởi vì mình đã kháng cáo khá là nhiều và đã được mở lại rồi. Trong tương lai thì mình sẽ công khai đăng lại những cái video cũ đó cho các bạn xem. Và ngày hôm nay thì gần cuối năm nên mình quyết định là định rủ ba Sunny quay một video về reaction những video cũ để coi hồi đó lúc mà mình bắt đầu làm YouTube hoặc là Sunny hồi nhỏ, Bon hồi nhỏ nó như thế nào, sẵn chia sẻ với các bạn xem luôn. Bà Sunny thì nãy giờ bà đang ngồi ở bên phòng thì bây giờ để vào bên trong nha các bạn. Hello Sunny. Hello. Đang ngồi coi phim, trời ơi ngồi coi phim rồi tắm tắt luôn mấy bạn. Sáng giờ không chịu làm việc mà ngồi coi phim nào, bóp phốt. Vô dê có làm việc nha. Làm việc gì, cầm ai bắt hả? Đang chết lịch. Hả? Lịch gì, đâu, bữa tôi thấy lương lẹo mà. Đang chết lịch thấy không? Hay. Người ta phải chết lịch xin lỗi ngày hôm nay người ta làm cái gì? Hay. Tôi vừa vô tôi nghe tiếng Hàn Quốc xế bì lê rồi tôi biết là đang ngồi lương lẹo rồi. Ngày hôm nay anh nghĩ là gần cuối năm rồi thì anh muốn chơi một cái trò chơi mà thiên về couple á, để anh có thể là xem lại những cái bức ảnh hồi xưa của em lúc mà em thời còn con gái á. Còn giờ ủa vậy em con gái rồi không, em giờ thành con quỷ rồi. Ơ giỡn. Em giờ sắp thành con vợ rồi chứ không phải thành con gái nè. Thì để coi lại bức hành hồi xưa của Sunny. Ok các bạn ơi, và hiện tại là tụi mình đang ngồi trước máy tính. Và cái bên đây là nick Facebook của bà Sunny. Thì bây giờ mình thật wow. Sao em dám để một cái bức hình mà sexy như thế này ở Facebook cá nhân hả Sunny? Ồ, Facebook cá nhân của em ạ. Chứ đâu phải là Facebook cá nhân của anh đâu. Ồ, ok, đúng rồi các bạn à. Đâu? Ok, thì bây giờ mình thử coi những cái bức hình cũ của Sunny như thế nào nha. Đầu tiên là coi bên Instagram của Sunny đã. Để coi hình cũ của Sunny có những cái bức hình như thế nào nha. Bà xóa hết rồi các bạn à, bà chỉ giữ lại những cái bức hình từ lúc bà vô Sài Gòn thôi các bạn. Đây, trời ơi, Instagram của Sunny hơi bị sexy luôn. Nào là đồ ngủ nè, rồi xong rồi bồn tắm nè. Trời ơi, chảy máu mũi. Ok, Instagram của Sunny thì mình thấy là ít hình các bạn à. Nhưng mà mình muốn là coi những cái bức hình hồi xưa của Sunny hơn nên mình sẽ lục ở bên cái... Mình thử coi những cái bức ảnh mà Sunny up lên là Sunny up những cái bức ảnh như thế nào nha. Lúc này em học lớp mấy à? Cái này là lúc em học lớp 10, 11 bé, lúc này là đang học thêm nè. Rồi rồi, thằng đó để tóc đuôi cá đúng không? Em không có chân mày luôn bà. Đâu có chân mày á, nhưng mà chụp cái áo xong rồi cái áo nó trắng quá, nó xóa mất cái chân mày. Trời ơi, kiểu mà chơi môi trái tim trái đào vậy đó các bạn. Rồi cái thời này là thời nào đây? Cái này là tôi đi làm rồi má. Mình rất là thích Sunny để tóc mái mấy cái cọng le que như thế này nè các bạn. Mà dĩ nhiên bây giờ bà không thèm để tóc mái nữa các bạn. Ai cũng phải lớn các bạn à, mình phải để cái tóc trưởng thành thế này. Lớn không phải để tóc trưởng thành như đúng thế rồi, này. Đúng rồi, để tóc kia trẻ con nít lắm. Ok, đây, hồi đó cũng bà cũng để tóc mái nè các bạn. Lần đầu tiên mà mình gặp Sunny là kiểu giống như thế mình, này nè. Mình để tóc mái từ năm mình học lớp 10 cho đến khi là mình vào Sài Gòn mình làm luôn nha các bạn. Mình để tóc mái mấy chục năm, mấy năm rồi đó. Ồ, mấy cái bức hình này em chụp ngoài Nha Trang đúng không? Mấy bức hình này á là hôm đó là mình đi cà phê với là chị bạn của mình. Sau đó là có một anh photo người nước ngoài, anh chụp lén mình với là chị của mình. Sau rồi ảnh mới đi qua, anh kêu là tao thấy cái con chó mày đẹp quá nên là tao chụp cho mày và tấm hình, trong đó có hình mày nữa, mày lấy không? Thì mình mới kêu là ok, mày gửi cho tao đi. Thì cái anh photo đó mới xin cái email của mình, sau đó là về nhà retouch hình xong rồi gửi hình cho mình luôn. Hình rất là đẹp nha các bạn. Ở sao bà thích chụp mấy cái filter như thế này vậy? Không, hồi đó hot mấy cái filter này. Là filter làm bạn với bé gấu mà. Filter mà con chó không mẹ á. Em có muốn làm con chó của anh không? Really nigga? Không. Wow, trước khi Sunny mà làm YouTuber thì bật mí cho các bạn, thì Sunny ở ngoài Nha Trang làm người mẫu ảnh nha các bạn. Đây một số bức ảnh trên Facebook cá nhân của Sunny đây. Người mẫu ảnh đàng hoàng luôn, ghê. Trời ơi, makeup mà đeo len đồ quá dữ dằn luôn các bạn. Nhưng mà các bạn biết sao không? Tại vì mắt của mình nó được nhận xét là mắt to các bạn, nên là khi mà mình đeo len vô xong rồi mình chụp hình nó bị to quá đà các bạn, nên
là mình không bao giờ đeo len nha. Nhưng mà có ít khi đeo len. Ít khi nào mà đeo len, chỉ khi nào mà mình đi sự kiện hay gì đó mà cần phải makeup lồng lộn á thì mình mới đeo len thôi. Đây hồi đó mình rất là ấn tượng với Sunny là những cái bức hình như thế này nè. Trời, nhìn hồi đó con mắt của bả là biết là dữ rồi. Mày lại đây mày chết với bà. Gì mà vẫn lại. Không, tôi thích cái nét dữ đó. Cái này là thời bắt đầu mới đi làm đúng không? 2018 đúng không? Mắt bà đã to, bà vô bà chụp app nữa, cái app kéo con mắt đúng to luôn. Vậy là bà thấy mấy cái hình cũ của mình dễ thương á thì giờ lại comment phía dưới mình biết nha. Đây đây đây, cho coi hình của Bo, cho coi hình của Bo nè. Đâu Bo đâu? Bo đâu? Đây nè. Ê! Ý. Đây là Bon lúc 2017, là cách đây 3 năm rưỡi, 4 năm nè các bạn. Đây, hình Bon cái này đó. Ôi, ở đây có Minh Ngọc với Trúc Vy rồi, nguyên đám nó đào hình cũ của em, nó lại nè. Mấy đứa fan mà nó đào cái hình lên đó. Tới đây, để em mở cho anh xem. Thi thủ mặt trăng. Mèo 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 rất là nổi cái Snow này nha các bạn. Không hiểu làm sao hồi xưa mình rất là ghiền cái app này luôn á. Rồi có hình tắm biển đồ sexy rồi cái kiểu đồ ghê không chưa các bạn. Đây bên phải là Sunny nè. Chính xác. Trời ơi, hồi xưa chụp cái app gì mà nó ghê quá bạn. Bây giờ mình nhìn lại mình cũng thấy ghê luôn á. Hồi xưa nghĩ gì là đẹp á nha. Cứ tưởng như thế là ngầu. Nè đó chứ, tóc này dễ thương mà. Các bạn hãy nhớ để lại comment phía dưới đây. Các bạn thích tóc nào của Sunny? Tóc mái thì comment là tóc mái. Còn tóc này là kiểu gì? Tóc này là tóc mái bay Hàn Quốc. Tóc mái thưa hay là tóc mái bay? Để lại comment cho mình biết nha. Mình là thích kiểu mà mái ngố thưa thưa dạ, dưới đây nè. Cái này phong cách cô bé vậy đây. Cái này là ghép hình. Ôi, cái gì vậy? Đây là Bon. Công chúa. Còn đây là Ni. Bon với Ni hồi đó có ước mơ làm công chúa à? Cái này là em cứ nói là quăng khăn vô làm công chúa đi chị chụp hình cho. Hình sinh Ni hồi cấp 3 đang đi học nè các bạn. Và wow, kế bên là Kha. Đây là Sunny thời cấp 3 đó, thời xưa là mắt bà Dũng tròn to rồi, nhưng mà hơi lép nha. Mà hơi lép nha. Bây giờ vẫn lép nha. Bây giờ vẫn lép nha các bạn. Lần đầu lên đồ. Lần đầu đi ba club đúng không? Havana Club Nha Trang. Có lẽ cái giá của sự trưởng thành chính là đổi lấy nụ cười càng ngày càng ít đi. Lấy lớp vỏ bọc cứng rắn để trang bị cho mình trong cái xã hội phức tạp này. Các bạn ơi, thiết kế caption gì vậy? Sách gơ hả? Lúc này là mới quen nào bị dụ đúng không? Đây câu lạc bộ tiếng Pháp đúng không? Đúng rồi, cái hồi xưa các bạn là mình học tiếng Pháp thì nó sẽ có một cái gọi là gì ta, giao lưu Pháp Việt với nhau á các bạn. Thì mình sẽ viết thư cho mấy bạn bên Pháp trong khoảng một năm gì đấy để tìm hiểu nhau, để thân thiết với nhau. Thế là mấy bạn sẽ về Việt Nam rồi mấy bạn giao lưu văn hóa với tụi mình. Tại vì ở Việt Nam thì không có tiền để đi qua Pháp nên là hầu như tất cả năm đều là những cái bạn bên nước Pháp và bạn về Việt Nam. Cái này là hồi em bán hàng online cộng tác viên. Hồi đó xin đi chụp hình Bon nhiều nha. Cứ lon Bon ra chụp các bạn à. Đúng rồi. Đấy đôi giày nè anh nhớ. Hồi đó em thấy nè. Em có mang vô. Đó giày này là trai tặng á. 2015 tới giờ luôn ghê. Trai tặng á. Xong rồi cái nửa đêm gảnh rỗi banh ga thắt dây dài được 2-3 vòng. Cơn lười nổi lên thôi dẹp đi ngủ nghỉ cho mẹ. Cái này là giày trai tặng á bạn. Xong rồi mình mang cái mình giữ hoài luôn. Ok các bạn ơi, nãy giờ mình đào hình Sunny cũng đã rồi. Bây giờ mình sẽ cho bà Sunny đẹp. Mấy hình đẹp thì em chịu xem. Thôi mấy hình này coi hoài. Coi là coi hình lúc đó chứ. Ok, và bây giờ sẽ tới lượt Sunny đào lại ngược lại hình của mình nha các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ sẽ đào hình của anh chuối nha. Thì mình nghĩ là hình của anh chuối sẽ có nhiều cái để nói không à. Tại vì anh chuối có rất là nhiều cái bước đột phá trong cuộc đời của anh chuối. Hay quá. Trong 30 năm. Ủa vậy bình thường cuộc đời em không có bước đột phá hả? Đúng rồi, cuộc đời em không có bước đột phá. Đầu tiên á, trước khi mà mình coi hình á, anh nghĩ lúc qua coi video trước đi. Không, em muốn coi hình trước. Coi hình hồi xưa á các bạn. Là hình hồi xưa của chú mà chưa xem bây giờ đó. Cuộc đời của mình trải qua nhiều biến cố lắm các bạn à. Này phía bên đây là Bon đó các bạn. Bon trễ vài giây, hồi nãy là đáng lẽ là nếu mà Bon xuống sớm hơn tí là Bon coi được những cái bức hình của Bon hồi xưa rồi. Nó nhỏ. Mấy cái hình này là tôi xì. Tớ tát luôn các bạn. Người ta có chồng rồi mà thôi. Này là bạn gái. Bạn gặp nó ngu vậy sao. Chu Duyên chuyện nhìn mặt tôi kêu ngu. Đây là bạn gái cũ. Mà bạn gái đầu tiên luôn. Ốc hình nhiều quá ta. Đây là đi Gia Lai. With that you it's hard to survive. Hồi đó mình có viết cái đó luôn hả? 8 năm trước. With that you it's hard to survive.
ý nghĩa là gì không? Hỏi ý nghĩa là gì? À, không có bạn thì tôi cảm thấy rất là khó sống. Sống nhận ra rồi có người yêu mới nữa. Không, khó sống thôi nhưng mà vẫn sống được đúng không bạn? Có gì không? Không, đâu có gì đâu, trời ai viết cáp này. Mấy cái bức hình này là mình đã set chế độ private rồi nha. Nên các bạn khó mà tại nào mà đào được hình mình lắm. Mình thì thuộc thể loại mà chôn sâu những kỷ niệm á. Nè, các bạn thấy là hồi đó mình rất là up nhiều hình về công nghệ thông tin. Tại vì đó chuyên ngành của mình là kỹ sư phần mềm. Đây, mình là cách đó. Đó là đúng điệu luôn các bạn, đó là đúng điệu luôn. Giống bạn ghê vậy á. Không, hồi đó không biết tạo dáng bà. Đây là lớp đại không học. Không biết tạo dáng con trai các bạn. Không biết tạo dáng mà nằm xuống để vậy nè. Đây. Đây Vũ là... nè. Đúng rồi. Bên phải là mình, còn bên trái là anh trai của mình. Không bao giờ mình lộn Vũ rồi nha các bạn. Vũ 2012. Vũ này lúc này đang nghiêm túc. Vũ này giống ba mấy tuổi vậy trời. Vũ này giống ba mấy tuổi như này bị trẻ hóa ngược hả? Ê, tính ra là cái hình này giống như cái hình của ông Hải luôn á. Nếu mà em coi cái clip này em có thể cho anh đau xuống đi. Tí hồi anh gửi cho ông Hải coi. Hải nào? Thằng Hải mod trong group Discord á. Ôi là trời, cái bức hình chấn động nha các bạn. Ôi, hồi đó còn đeo cái dây màu vàng vàng ngay tay nè. Cái dây này là dây bên chùa ôi người ta là cho. Trời, chấn động, chấn động. Cái dây này là để bảo vệ sức khỏe. Bức hình này mà bán là phải được mấy ngàn đô luôn á. Ôi, mốt anh. Ôi là trời, cái dây vậy? Cái dây vậy chứ? Trời ơi, chấn động trời ơi. Đó là lý do tại sao mình xét thành chế độ riêng tư đó các bạn. Lần này là mình đi Gia Lai nha. Nằm trên bãi đá. Để tính ra xì tay của anh là lúc đó là có mấy cái thế như thế này. Các bạn để ý đôi dép mà mình đang mang là đôi dép doctor. Hồi xưa có trend là mang dép doctor. Đây 2012. Trời ơi, làm cái thiệp Tết rồi để hình bạn gái nữa. Tôi đâu có đâu. Ủa, tôi không hề có. Bây giờ khác rồi. Bây giờ có gì, không hề có gì luôn. Ôi ôi, câu khoan dừng rồi, khoảng chừng 2 giây. Phạm Văn Vũ, thủ khoa khối đại học kỳ thi tuyển sinh 2010. Mà cái trường này không tồn tại các bạn. Không tồn tại. Nói đục đầu bà giờ. Đại học công nghệ thông tin Gia Định, bây giờ các bạn search nhiều khi còn ra đó. Ủa, bữa sợ đâu ra đâu. Hả? Bữa sợ không ra. Ra sao không ra. Đây, hình này là 2012. Rồi, Tết. Sống ảo rồi. Tết là phải đỏ đỏ các bạn à. Muốn quạt hay gì? À đó, mình có những cái thế, những cái bức hình nó lạ lắm các bạn, mình cũng không hiểu nữa. Hồi xưa là, hồi xưa mình có một cái máy laptop nè. Cũng là cái bàn luôn, cái bàn, tính ra cái bàn này ấy được nhiều năm lắm luôn. Ấy có đứa comment là nhìn sao giống Akira quá vậy, Akira fan. Ủa cái này là gì? Trưởng cái gì? Tạo dáng mod hồi xưa đó. Đâu cái này kiểu dễ thương nè, xin ơi. Với hai cái kiểu chua mỏ lắm nha. Ủa giờ đây có chua mỏ gì má? Chua mỏ là trên đó bà. Hết rồi. Đây là bức hình đầu tiên của mình nha các bạn. Từ năm 2010 nha các bạn. Mình chơi Facebook cách đây là đã 12 năm rồi. Thì đó là về những cái bức hình, bức ảnh của mình. Em muốn coi cái lại những cái clip YouTube của anh không? Ok. Cho các bạn xem, hồi nãy mình nói đầu clip á, mình thông báo tin vui cho các bạn. Thì một số video clip á, là nó không còn phần hạn chế kiếm tiền nữa. Thì trong tương lai thì mình sẽ đăng lại cho các bạn xem. Nhưng mà đây là Sunny muốn coi video đầu tiên. Đây là video Minecraft đầu tiên. Xin chào mừng mọi người đến với channel Us Banana. Us Banana. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Us Banana. Hồi nãy bắt chước ai vậy? Đó, bắt chước PewDiePie. PewDiePie là hey yo, what's up? How's it going? Không hiểu bắt chước ai mà Us Banana. Sao sau này Us Banana. Vui mà. Ôi trời. Đã phiên bản 1.8.8. Vui mà. Video đầu tiên mà tôi đăng là 21 tháng 9 2015. Mọi thế giới là cách đây bây giờ là gần 7 năm. Dạ, anh giống bà lắm luôn á. Bắt đầu mình sẽ tạo thế giới. Rất giống nha. Tôi không giống ba tôi chứ tôi giống nghe. Bây giờ thấy ít giống rồi chứ hồi nó rất giống nha. Hey yo, what's up? How's it going? Chào mừng mọi người đến với channel Us Banana. Oops. Banana. Hồi đó kiểu không có tự tin như bây giờ với bạn. Us Banana. Rồi mới vô làm mà chưa tự tin, còn bây giờ là hả tự tin tới béo cái gì thì luôn. Sao nữa, còn mặc áo béo thì sao nữa. Béo thì nó béo chứ sao. À, béo không quan tâm á, không quan tâm người ta nói gì, mình béo thì mặc kệ. Đây là căn phòng đầu tiên để mình làm YouTuber nha các bạn. Mình nhớ là hồi đó mình thuê. Sao xúc phạm mà nhìn luôn á. Vô duyên. Ở đó mình nhớ mình thuê căn phòng. Nguyên cái căn này là hình như có 4 triệu. Mà mình xe tiền ra là mỗi tháng mình đóng khoảng có mấy trăm ngàn à. Trời ơi, có hai cái nách
kìa, mồ hôi không? Bên trái là Buren, còn bên phải là bạn của mình. Bạn của mình hồi đó edit video chung luôn, tập làm YouTube. Đây các bạn, hồi đó là mình chơi cùng với một hội là có ra... có intro đàng hoàng. Hồi đó là có bạn nào mà biết là Bảo Chiêu Zeroth, bây giờ thì nó tên là GB Game Z. GB là Gia Bảo. Đây em Bảo nè, em Bảo nè. Sao nó ốm vậy? Thì đó nó ốm lắm lúc mà hồi cấp 3 đi học, nhưng bây giờ thì khá là to các bạn ạ. À, đây là Cò, Cò Channel nha. Nhưng mà dạo này gần đây mình thấy là Cò đã đổi tên làm một cái kênh mới chuyên về stream là Sang. Tính ra là mọi người anh chú đã biết đến YouTube từ năm 2015-16. 2015-16 rồi. Và tới 2019 mình mới biết YouTube là gì. Để anh cho em coi cái này. Lúc mà anh đạt được 50k sub á, có một bạn fan ở ngoài Hà Nội đã gửi tặng cho mình nút like đồng. Thì trong cái clip này mình nhớ là đây, cái đợt này là cái đợt mà sau khi mà anh comeback nè. Để cho Sunny coi, sau khi đẹp 50k sub là comeback lúc này là bảo ổn. Mình nhớ là lúc này mình khoảng tầm 62-63kg thôi các bạn. Nên lúc này là mình ốm hơn, ốm hơn lúc trước và ốm hơn bây giờ luôn. Ốm hơn rất là nhiều. Và đó là một cái quá trình mà nói chung là nỗ lực rất là nhiều để có thể đạt được cái cân nặng như vậy. Nhưng mà đó mà kéo hơi ôm. Nhưng mà mà bạn đã làm thẳng mình trông khá là dễ thương. Đây đây là một cái tấm bảng có hình YouTube rồi xong chữ YouTube. Và hồi đó mình quay clip YouTube á, mình chỉ cần áo rồi xong đơn giản mặc quần đùi thôi. Rồi có server làm Minecraft đàng hoàng. Trời ơi, in áo tặng khoan đàng hoàng, 50k sub là bắt đầu là hả? Chơi lớn rồi. Cái này là nhờ Mark thiết kế nè, cái skin hồi đó có mấy liên quan gì đến Pokemon hay là những con thú. Hồi đó có một cái series anh làm mà mấy bạn fan cũng rất là thích về Pokemon. Nên anh làm cái nhân vật anh bỏ chung với mấy con Pokemon. Không, anh in cái chữ đó anh tặng cho mấy bạn fan. Ok, và đó là tất cả những gì mà về video cũ của Sunny, video cũ của mình. Thì chắc là bây giờ tụi mình sẽ kiếm một số trò chơi gì đó để coi hai đứa mình tình cảm trong thời gian qua nó như thế nào. Coi có hiểu nhau hơn không nha các bạn. Các bạn ơi, trò chơi đầu tiên mà tụi mình sẽ chơi đó chính là ai hiểu ý nhau nhất. Mình ở đây là chuẩn bị rất là nhiều câu hỏi và những cái phiếu thăm này. Xong rồi đếm 1, 2, 3 là chỉ nha. Ai giang hồ nhất? 1, 2, 3. Tiếp theo nha. Đó, cho mấy bạn fan biết cho giang hồ lắm. Giang hồ lắm, ở nhà là đánh chồng, đánh con, đánh tùm lum á. Thấy chưa, vậy là hết giang hồ rồi. Câu tiếp theo nha. Ai lãng mạn hơn? 1, 2, 3. Em lãng mạn hơn. Anh cũng lãng mạn nha. Nhớ cái clip mà kỷ niệm 1000 ngày yêu nhau là anh chuẩn bị mà. Vậy anh có lãng mạn không? Đây là gì đây? Ai tập thể dục nhiều hơn? 1, 2, 3. Đó, mình mình xinh lắm. Anh chú sợ mặt các bạn ạ, nên anh chú rất là xin tập thể dục. Kiểu mà bị tự ti đó các bạn, mình sợ là quay về những cái hình ảnh cũ á. Lúc đó là mình phải làm YouTube lại từ đầu luôn á. Rồi, tiếp theo nha. Ai khó tính nhất? 1, 2, 3. Khó lắm. Ai mà làm việc với Sunny là sợ lắm các bạn. Chắc là làm được 1-2 tháng là cũng nghỉ việc các bạn. Anh nói gì kỳ quá. Ai mà chịu được nữa. Em dễ này. Lắm. Khó này có nghĩa là dễ mà dễ khó các bạn. Chứ không phải là khó là khó quá, đúng không? Dễ mà dễ khó. Ai là người ghen nhất? 1, 2, 3. Không có ai hết. Không có ai. Tụi mình không có ghen nha các bạn. Kiểu mà có một cái quan niệm rất là hiện đại mà không có cần ghen các bạn à. Nếu như mà đã ngọ tình rồi thì cho đi luôn. Cho mà đi không luôn. Là nếu như mà thích ai đó thì phải nói cho người kia biết. Vậy thôi. Ai là người làm hòa sau khi cãi nhau? 1, 2, 3. Em à, anh không bao giờ anh làm hòa hết đó. Anh lúc nào cãi nhau xong rồi anh nằm anh ngủ luôn. Anh ngủ luôn, anh không hề giảm bớt cái vấn đề gì hết. Ê khoan, make sure lại nè. Thí dụ như hai đứa cãi lộn, tôi ngủ là một chuyện, nhưng mà qua hôm sau tôi nhắn tin tôi xin lỗi tôi làm hòa. Nhưng mà còn bà lúc nào bà cũng im. Kiểu mà khi mà Sunny giận hai đứa cãi lộn là Sunny im. Mình cho là mình là người chủ động làm hòa nha. Không, em rất là người chủ động. Em lúc nào anh cũng làm cho em giận, anh cãi nhau xong rồi anh để vậy xong rồi lúc này
em vừa rồi em làm em tự nói chuyện lại luôn. Em tự nói chuyện, em tự làm hòa luôn với người bị điên vậy á. Ai có nhiều người yêu cũ không? 1, 2, 3. Tình này có nhiều người yêu cũ hả bạn à? Bạn nào mà coi clip của mình thì hoặc là coi những cái bức hình hồi nãy mình, người yêu cũ chỉ có một người thôi. Kinh nghiệm tình trường của mình rất là dài các bạn, nên là bạn nào muốn kiểu mà tư vấn tình cảm thì liên hệ với mình. Bên thắc mắc em quen đó giờ nhiêu người? 5-6 người các bạn. Ghê, 5-6 người. Có một mối tình rất là đẹp ở thời cấp 2 nha. Ghê. Hồi đó có yêu xa mà yêu mấy anh bên Úc đồ luôn các bạn. Ghê. Ok, câu hỏi tiếp theo nha. Ai là người xài tiền nhiều nhất? 1, 2, 3. Mình không, nhưng mà mình đâu có xài tiền gì nhiều đâu chứ. Mình chỉ là người đứng ra mình trả tiền thôi, nhưng mà toàn là mua đồ cho mọi người thôi mà. Thôi mình cũng đang suy nghĩ là không biết mình xài tiền nhiều hay xin đi xài tiền nhiều nữa. Đúng rồi, tại vì tụi mình đa số tụi mình đi ra ngoài mua đồ là không bao giờ mà mình mua đồ cho bản thân mình nữa. Câu này mình hơi phân vân nha các bạn, tại vì coi trong tài khoản của mình á, một lần mà ra số tiền nó cũng nhiều lắm, nhưng mà toàn là mua đồ của studio, mua đồ của công ty, máy móc thiết bị những thứ mà mấy cái đó đâu có tính đâu, chỉ là tính tài khoản cá nhân thôi. Ôi chết quá, quên à, Bon nó kể kìa, hồi đó có nạp kẹt game nữa, mỗi lần mà nạp game nạp nhiều lắm. Hôm bữa ông ấy xin mình 20 triệu để nạp game. Không có, bậy rồi, em bậy rồi, không phải đâu, không như em nghĩ đâu. Đúng rồi, ai là người xài tiền nhiều nhất? Xài tiền vô bổ, Không có. Ai hay giỏi nhất? 1, 2, 3. Tôi mắc mới gì tôi giỏi bà gì tôi bị khùng hả? Anh là hay giỏi mấy cái mà rất là tạo ra xài bí đào á. Không có, nghĩ sao em đó. Em giỏi ba cái tào lao, thí dụ như thấy đồ trong nhà mà chưa dọn, đồ này nọ để bừa, các anh ơi sao không dọn, anh ơi sao không dọn đây, dọn nhiều lắm. Ai lười nhất? Trời ơi, biết ai luôn. 2, 3. À, Bon. Đúng rồi, Bon. Bon là người lười nhất nha các bạn, nhà này Bon là lười nhất. Hàng trong hai đứa mình thì ngoài Bon ra xin đi lười. Ok, nãy giờ là xong 10 câu hỏi thì nói chung là các bạn cũng hiểu tụi mình nhiều hơn rồi. Và bây giờ sẽ có thêm một cái trò chơi các bạn à. Trò chơi này có tên là Tâm Đồng Ý Hợp. Ok, bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên nha các bạn. Bon sẽ là người đọc câu hỏi nha các bạn. Câu hỏi thứ nhất, thể loại phim mà Sinh yêu thích. 2, 3. Đáp án phim kinh dị. Ồ, hai đứa đáp án là phim kinh dị nha các bạn. Là còn cái là mình cũng rất là thích xem phim Hàn Quốc nha các bạn. Ok, câu hỏi tiếp theo. Anh chuối thường làm gì khi rảnh rỗi? 2, 3. Ok, em nghĩ gì ạ? Chơi game. Sai rồi, rảnh rỗi là anh là nghe podcast nè, 2 là chạy bộ nè. Tập thể dục. Ủa, tập thể dục, tập thể dục với chạy bộ là chính xác nha các bạn. Món ăn vặt yêu thích của Sunny. 1, 2, 3. Bánh chén đúng không? Chính xác. Mình biết mà, Sunny thích ăn bánh chén đó mấy bạn. Trời ơi, gặp bánh chén là mắt bà sáng ra à. Một địa điểm du lịch nước ngoài mà cả hai muốn đi khi hết dịch. 2, 3. Thái Lan. Trời ơi, tụi mình thích đi Thái Lan lắm luôn á mấy bạn. Thái Lan kiểu mà đồ ăn rẻ nè, rồi xong rồi người dân thân thiện nè. Nói chung là rất là thích đi Thái Lan, chỉ có điều là Thái Lan thời tiết nó hơi nóng thôi. Nếu mà Thái Lan mà như Đà Lạt chắc đã lắm. Lần đầu tiên gặp nhau, Sinh Y và anh chuối mặc đồ màu gì? Rồi, 1, 2, 3. Mình trước nha, Sinh Y thì mặc áo màu trắng, còn mình thì mặc áo sơ mi hoa hòe. Hồi đó thì mình nhớ là anh chuối là mặc một áo sơ mi bông à, bông hoa hòe tay dài và một cái quần dài các bạn. Hồi đó mặc quần dài thì bị đuổi anh bự nè, không dám mặc quần sọt các bạn à. Xong rồi sau khi mà quen mình rồi, bắt đầu quen dần với lại con mắt của mình rồi các bạn, thì bắt đầu mặc quần sọt. Quen dần với con mắt của mình. Vật bất ly thân của cả hai. Mình nghĩ là câu hỏi này có nhiều bạn cũng cùng đáp án luôn. Vật bất ly thân của Sinh này đó chính là điện thoại. Điện thoại, bóp tiền. Một vật thôi à, vật bất ly thân à. Là một vật là điện thoại, điện thoại. Vật bất ly thân rồi. Theo hai bạn thì thông minh hay chăm chỉ sẽ tốt hơn? Theo mình đó chính là chăm chỉ. Vì nếu như các bạn có thông minh đến mấy mà các bạn không chăm chỉ làm việc, không cần cù là cái kia thì mọi cơ hội nó cũng sẽ vụt qua tay không các bạn ơi. Đúng rồi, người ta thường nói là cần cù bù siêng năng. Mà câu đó hơi sai nha. Cần cù bù thông minh chứ không phải cần cù bù siêng năng nha mấy bạn. Một màu sắc yêu thích.
Ok, mình trước nha. Sunday thích màu xanh biển. À, còn Sunday anh thích màu gì? Anh thích màu vàng. Đúng luôn các bạn. Màu phong thủy luôn nha các bạn, màu phong thủy luôn. Đâu, màu phong thủy của hai đứa mình. Chọn một con số từ 1 đến 100. À, mình sẽ viết cây số này. Cái số gì luôn? Rồi, 1, 2, 3, 5, 9. Biết ngay. Ủa gì mất mới vậy bà, biết tôi chọn 69 mà bà chọn 99. Ồ, cái số này là số của tôi. Ok, ok. Nhắc đến một dự định trong tương lai của cả hai bằng hai từ. Không biết là hai đứa mình có tâm đồng ý hợp với nhau không? Phải giàu. Còn xanh đây là gì? Phải giàu. Té ghê. Ok, vậy là mình thấy là hai đứa mình cũng tâm đồng ý hợp rồi các bạn. Quá là tâm đồng ý hợp rồi các bạn ơi. Tại vì mình nghĩ là khi mà tụi mình giàu thì bắt đầu mới có thể là làm được nhiều thứ và lo cho những cái người thân, gia đình, bạn bè vân vân các thứ. Và tụi mình có thể mua được những gì mà tụi mình thích. Còn nếu mà không có giàu thì sẽ hơi khó để giúp đỡ cho những người xung quanh khác. Chẳng hạn như là lo cho Bon ở đây ăn học hoặc là lo cho Bon. Không có lo nha các bạn, Bon tự làm, tự ăn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Thì thời điểm hiện tại là cũng năm mới Tết đến rồi. Mình muốn gửi một lời chúc đến tất cả các bạn. Chúc cho các bạn có một năm mới thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và người thân. Và đừng quên là luôn đồng hành và theo dõi tụi mình nha. Còn bây giờ thì